nổi lên luôn. Nổi lên luôn mới sốc. Sau một chiếc Ducati Panigale 1199S độ cà phê racer đặc nhất Việt Nam ra đời, thêm một bản độ thứ hai cũng lấy cảm hứng từ phong cách này. Mẫu xe độ nguyên bản là chiếc Panigale 1199S Tricolore hàng hiếm, được thay dòng vỏ bên ngoài để biến thành một chiếc cà phê racer. Tuy nhiên, chiếc xe này không lột xác hẳn như chiếc đầu tiên mà vẫn mang hơi hướng hiện đại. Ở bản độ này, vỏ xe đã được tháo bỏ và chỉ để lại bình xăng nguyên bản, cùng với phần ốp gầm bên dưới của một chiếc Sportbike. Phần thân xe có khá nhiều chi tiết carbon, giúp giảm trọng lượng và tăng độ cứng. Khác với chiếc Panigale độ cà phê đầu tiên với bánh căm, thì chiếc xe này vẫn giữ bộ vành năm cháu được làm bằng vật liệu carbon hoàn toàn của hãng Rotobox. Bộ mâm này được thiết kế để tối ưu tính khí động học. Giá trị riêng của bộ mâm này lên đến cả 100 triệu. Chiếc xe 1199S độ này đã được chủ xe hạ thấp gầm để bám đường hơn. Hệ thống treo trước và sau đều là của Olin. Phần yên xe đã được đổ lại loại yên đơn, đúng chất với xe đua. Ngoài ra, hệ thống ống xả titanium ống bên dưới cũng là món đồ chơi hàng hiệu đến từ hãng Temignoni. Động cơ của chiếc xe độ cà phê racer khủng này là loại Airtrain, dung tích 1199 phân khối, cho công suất là 195 mã lực tại 10.750 vòng trên phút và mô men xoắn là 132 Nm tại 9.000 vòng trên phút, kết hợp cùng hộp số 6 cấp. Motor độ khủng không phải là hàng hiếm ở Việt Nam, nhưng việc biến một chiếc Sportbike thành cà phê racer là khá hiếm. Bởi phải can thiệp vào kết cấu của một chiếc xe giá trị lên đến cả tỷ đồng. Không những vậy, quá trình độ khá tốn kém thời gian và công sức. Chúng ta hãy cùng ngắm kỹ hơn về bản độ này. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký để xem những video tiếp theo.